Dạ con xin kính chào tất cả quý cô chú, chào mừng quý cô chú đã quay trở lại với kênh. Thì clip mới nhất hôm nay thì con quay trở lại vườn của anh Quý tại Thế An của quận Ô Môn thành phố Cần Thơ, phường Thế An, quận Ô Môn thành phố Cần Thơ hé quý chú. Quay giới thiệu đến quý cô chú một số cây của anh mới về, đặc biệt là trước mắt quý cô chú có một cái cặp mai chiêu thủy lá lớn ha. Cái này là form tán tròn bàn trà nè quý cô chú, form này rất rộng nha. Quý chú về đặt một cặp trong sân nhà là nó mát rượi luôn á. Này người ta sửa lâu lắm rồi. Đây, một cặp, anh có một cặp ha, anh báo giá chi tiết từng cây cho mình giao luôn. Một cây si búp hồng khá là to luôn, và một số cây bonsai khác nữa. Đây con sơ sơ một cặp này cho mình xem ha. Cặp này thì con nghe anh báo giá cũng rất là hợp lý để cho mình giao luôn nha quý chú. Cặp này rất là to, để trong những cái sân rộng rất đẹp luôn. Mai chiếu thủy, cây cũng cổ cây lắm mà ha. Một số cái dòng bonsai nữa. Và đặc biệt hôm nay cũng có một cây cây mai xù nha quý cô chú. Mình bước vô nhà gặp anh ha, anh giới thiệu chi tiết cho mình. Dạ rồi em chào anh Quý. Rồi, dạ chào Khánh, dạ chào bà con cô bác nha. Dạ hôm nay em cũng trở lại kênh Lục Tỉnh miền Tây, em muốn giao lưu với quý cô chú anh chị số càng như anh Khánh đã giới thiệu trên tiêu đề ha. Dạ số điện thoại của em là 0975 929126, đó cũng là số Zalo của em ha. Dạ. Dạ em cũng không quên cảm ơn quý cô chú anh chị đã ủng hộ clip vừa rồi. Dạ em coi cũng không làm mất thời gian, em trước cây số 1 ha. Số 1, mình dạ. Có một cây mai xù anh Quý ha. Dạ cây mai xù. Cây mai xù này thì ảnh làm cái nước dây này cũng nước dây thứ mấy rồi anh? Dạ cái này là nước thứ hai rồi anh. Thứ hai ha, dạ. Chỉ cần nó đầy đủ hết trơn quý dạ. Chú à, đặc biệt đang có mật hoa luôn nè. Đây hoa to luôn anh Quý ha. Dạ. Cây này nó từ mấy đến mấy cánh vậy anh? Dạ 5 tới 7 cánh đó anh Khánh. 5-7 cánh. Dạ. Cánh khít luôn quý chú. 5-7 cánh là cánh to. Đây trước mắt quý cô chú là một cái hoa 5 cánh. Dạ. Cây này là nó xù lên tới trên đọt luôn đó. Rồi hoa hoa thơm dạ. Luôn nha quý cô chú. Dạ. Hoa thơm 5 cánh, 5 đến 7 cánh. Đây. Một cây cần thì qua nhỏ hết trơn ha. Mai xù đã được nuôi lâu rồi. Xù trải anh ha. Dạ thôi này xù trải chính hiệu. Trải trơn luôn nè. Xù bích với này trơn đó nè. Xù trải mà đế cỡ này thì dạ. Đế cũng khá lắm nha quý chú. Thường đúng là rồi. Xù ít đế anh ha. Thường là xù là nó hiếm có đế, đế luôn. Còn này nó cũng đế, nói chung đế cũng được rồi, bỏ điều gan. Sẽ quay điểm đặc biệt cho mình trước ha. Xù đế ở bự, dưới gốc dài lên thân này quý chú. Lên thân này nó có một cái cục xù rất là to dạ, cục phía xù đoạn trên này. Rất là to chỗ này nè. Và mình nhìn thấy chỉ cần với những điểm mặt cắt thì cây xù này nó rất là khỏe quý chú. Dạ. Chỉ cần là đều rang hết luôn tới ngọn. Thân lắc ha, dáng mẫu tử anh ha. Dạ. Mẫu tử cây mẹ xù xì. Rồi đo giúp em chiều cao luôn anh Quý ơi. Rồi. Chiều cao kể 1m4 đi ha. Dạ. Rồi tán ngang kể 1m3. Dạ, cao 1m4 ngang 1m3. Dạ. Mình tính phơm tàn là không có tàn, không có lá nha chú, chứ nó ra lá thì nó to hơn chút nữa. Rồi vô hoành thân luôn anh Quý ơi. Cái này xù mà liền lạc sạch sẽ lắm quý cô chú. Rồi đo tới vị trí này ha là 52 hơi yếu, tính 51 thôi. Đâu, hơn 52 chứ anh. À, hơn 52. 53 tính, yếu. Dạ dạ tính 52. 52. Dạ. Dạ rồi, 52. Dạ, cái hoành đế nó cũng bỏ cho cô chú anh chị tham khảo thôi ha. Dạ. Cỡ 3 gang đó. Thì nó không đặt nhưng mà mình nếu mình đo hết đế thì dây thước vậy nè quý cô chú ha. Dạ dạ. Rồi 52 là anh đo cái eo, anh đo ngang xíu trên này chút xíu cho bạn dạ. Cho nó nở ra cỡ nhiêu nè. Đúng rồi, ngang cái cục xù. Ờ, 54 luôn cô chú anh chị ơi. Dạ. Dạ. Tư. Bích trơn mình cô chú anh chị. Con đi qua đây vòng cho mình xem ha. Cái đoạn dạ. Nhánh nhỏ này nó cũng đang lên xù nữa. Dạ, chị. Nó xù nó tới trên này luôn, cái nhánh nó cũng xù luôn đó. Cái lá nè, lá đỏ luôn anh ha. Dạ, lá đẹp luôn. Cái lá nó dạ như cái này dảo mà dảo lai á bởi cái lá. Cái bàn tay con này cô chú cái dạ. Lá. Đó. Đế bắp bắp bự bự thôi. Đế là to dạ, anh ha. Nè, bỏ đều gan hết trơn nè. Cây xù mà đế vậy thì cũng khá đó quý chú. Đây. Mặt bên đây đây. Nói chung là cái mặt bên kia thì mình nhìn thấy cái cục xù nó to hơn anh ha. Dạ. Mặt bên đây thì nó cũng chảy ra. Mà điểm xù thì nó chưa nhiều bằng bên kia. À, nó lên nó xù lên tới trên này luôn, nhỏ dạ. Xíu trên này bằng cái ngón tay mà nó cũng sẵn xù luôn. Dạ. Lên tới trên ngọn luôn. Tới trên ngọn luôn. Dạ. Đây. Đây hả chú, xù chảy dạ, chảy chảy xù lên tới trên này nè. Cái bệt này thì rất là to nè à.
Rồi, có gì thì mình gửi hình thêm cho quý chú để tham khảo kỹ nha. Dạ, nếu mà cô chú anh chị có thiện chỉ trí thì cách bên Zalo thì em gửi hình cho cô chú anh chị xem trực tiếp hơn. Cây rất sung khỏe của chú đang phúc tượng mạnh. Dạ rồi, nếu mà giao lưu thì cây này giá sao đây anh? Dạ, cây mai này em giao lưu với cô chú anh chị là 17 triệu. Cây này em bao cho cô chú anh chị là 200 km. 17 triệu anh Quý hả? Dạ. À, nếu mà đi xe tải thuận tiện được thì em tặng chậu lên cho cô chú anh chị luôn ha. À, cái này mình để chậu mình chơi luôn à. Cây này nhìn rất phê của chú ơi. Cây này là chơi Tết là hết sảy luôn đó cô chú anh chị. Sảy bà bảy luôn. Lắm luôn. Xù. Dạ. Đã lắm. Tương lai là lên nữa anh ha. Dạ, xù trải rồi. Lên nữa. Dạ. Cái những cái điểm mà mặt cắt thì nó kéo tràn quý bà, nó sành nó kéo khá nhiều. Dạ, sành trơn rồi. Rồi. Không có thẹo vít, chỉ có mấy mặt cắt thôi. Xương cành đầy đủ luôn á. Dạ. Xương cành đầy đủ mà xương cành già chi cành. Đây hoa nè quý chú, mặt hoa xưa anh ha. Dạ. Năm bảy cánh. Tại hôm bữa về có thấy 7 cánh nữa. Mà dạ. Nói chung là chắc cây này thì 5-7 thôi chứ còn bao nữa thì không dám bao. Trước mắt thì mình nhìn thấy 5 cánh dạ, nhiều dạ, ha. Dạ. Và hoa thơm luôn quý chú ơi. Con dạ. Ngắt hoa thơm. Rồi. 17 triệu anh dạ. Anh Quý ha. Dạ 17 triệu em bao phí ship là 200 km. Cây này đẹp nha quý chú. Đang nằm trong chậu 1 mét luôn á. Dạ chậu 1 mét. Cây này dạ. Đem về là chơi Tết là thoải mái, là nằm trong chậu này là dư sức nó luôn rồi đó. Rồi anh ơi, mình tiếp tục luôn anh Quý ha. Dạ. Rồi, mình ra đây. 17 triệu cây đó là đáng sưu tầm quý cô chú. Dạ. Tương lai mình nuôi là nó còn lên nữa. Dạ, tới mã số 2 là cây mai chiếu thủy. Này kêu bằng nuôi gò công nha cô chú anh chị. Dạ. Cây này sắp đế rồi ha. Đế nói chung là đều gan hết trơn đó. Nuôi gò công anh ha. Dạ. À, vừa gồng vừa co đúng không? Rồi. Lùng lực nè, cái này kêu bằng lùng lực nè. Cây này sumo nha quý chú, lùng lực ha. Dạ. Về mình xây dựng thêm ha, chi cành dạ. Thì nó cũng đang có sẵn vậy nè. Dạ, tiếc con cái là lá nó ra chưa đều thôi, anh mình thấy nó còn ấy. Dạ. Cành 1, cành 2, cành phong đầy đủ hết rồi. Về thì mình xây dựng lại cái dàn chi dâm này anh ha. Dạ. Xương thì nó cũng định hình. Ngọn có luôn. Rồi, đo giúp em luôn. Này nó lục cục luôn hồn. Mình đo tới cái đỉnh này thôi ha. Dạ. Rồi, như tới đây là được 24 rồi của chú anh chị ơi. Rồi. Cái này chiều cao khiêm tốn, lùng lực mà. Rồi, đường kính bầu được 39. Để đều gan hết cho nó của chú anh chị ơi. Để đều gan. Dạ. 30... Rồi, quanh 38. Là 8. Dạ. 8.000. Rồi, tá ngang được 60. Dạ. À, mấy cái mặt cắt nhỏ thì nó kéo dạ, khá nó kéo mạnh anh khá ha. Là mạnh nè. Nhưng mà gần quýt hết trơn. Rồi, quay qua cái mặt cắt bự giúp em. Đây, mặt cắt đây, bự trên nó kéo cũng rất là mạnh nè. Dạ. Mình tán lùng lực thì phải chịu mặt cắt thôi hé cô chú. Đây, dạ. Quá trình mình sẽ nuôi lại ha. Đây, cây thì cây cũng già, cây nuôi nhiều. Rồi giá luôn anh ơi. Dạ cây mai chiếu thủy mã số 2 này em giao lưu của chú anh chị là 4.2 triệu. Cái này em cũng ship toàn quốc cho cô chú anh chị. 4.2 triệu anh hả? Dạ. Rồi đổi giúp em luôn. Dạ tới mã số 3. Dạ, cái này là lá này lá lớn nha cô chú anh chị. Da đen lá lớn dạ. Ha. À, da đen lá lớn. Quá đen luôn, đen thui luôn anh hả? Cái này quá đen luôn. Nguyên một cái dách ha, cái này dạ. Cũng mình cũng phải chịu mặt cắt nha cô chú, nhưng mà mặt cắt này cũng kéo mạnh. Cây này thì sát lớn lắm lớn rồi cô chú anh chị. To. Rồi cũng có phong ha, có cành 1, 2, ngọn. Dạ. Này nuôi được thời gian cũng khá lâu. Tay cành thì nó có đều hết trơn rồi mà ngặt con cái nó còn thiếu rồi, lá. Thiếu giữ vị trí này đo giúp em luôn anh ơi. Rồi. Nó đang thùi lùi luôn đó chú ơi, đang lọ luôn á. Rồi chiều cao nó được 51. Tán ngang nó 94. Dạ. Yeah. Sát cái này. Sát đó là 70. 72 kể 71 thôi. Rồi xích lên nữa anh ơi. Dạ. Lên trên này đi. Rồi trên này ha. Rồi. Trên này thì 63. 63 luôn. Dạ. To hay cô chú. Dạ. Cái này to. Này sát to lắm chú chị. Nuôi cũng được chi cành 1-2 phong. Cái cốt ngọn này cũng khá to đó quý chú. Cốt ngọn này ha. Yeah. Mặt cắt đây. Kéo lại.
Rồi cho em thấy cái mặt cắt lớn bên đây luôn, một số mặt cắt đây, chẳng hạn như đây, nó cũng kéo lại khá kéo nhiều rất mạnh đó. Dạ. Cây thì sống rất là khỏe ha. Hồi đó tháo cái cây này ra chứ cũng nhiều vị trí đây. Dạ đúng rồi. Đây là cũng là cái mặt cắt đây. Có cái cành phong đó nó chặn heo chú, cành phong đó cũng khá to rồi. Rồi cây này giá sao đây anh? Dạ cây mã số 3 này em giao lưu cô chú anh chị là 6 triệu. Cây này em cũng ship toàn quốc cho cô chú anh chị luôn. 6 triệu anh ha? Dạ. Nó đen lọ luôn, chú đen thui luôn. Dạ, da đen. Da đen lá lớn ha? Dạ, đen lá lớn. Đây, còn mặt cắt này thì nó mấm lại vậy nè. Nói chung mặt cắt nào thì nó cũng kéo được hết chứ chú ơi. Cái dòng này thì nó mạnh lắm, mặt cắt thì kéo lại bình thường. Cái này tới 63 hoành ha, phía dạ. Dưới là tới nó 72. Dạ, phía dưới tới sát chứ tới 72. Này dạng như cái búp măng đó chú anh chị. Rồi nhắc giá cho em luôn. Dạ, cái mã số 3 này em giao lưu cô chú anh chị là 6 triệu. Em ship toàn quốc. Dạ. Dạ. Rồi, đổi giúp em luôn. Dạ. Cái mã số 4 là cây dạng niên tùng. Cái này nha. Cái tùng bay anh ha. Dạ. Tùng có dáng bay nè. Nó nhỏ thôi cô chú, nhưng mà một cái đặc biệt của nó là nó già. Già lắm. Già cây chứ không phải là cây tơ mới. Dạ. Cây này cây già. Đây. Dạ nó xù xì hết trơn rồi. Cây dáng bay. Ảnh đệm dây cũng khá mạnh rồi. Về thì mình không thích form này thì mình đệm thành cái form mình thích ha. Dạ. Rồi đo giúp em luôn anh quý ơi. Rồi chiều cao được là 74. Đây nó bay ra đây được là 80. Dạ. Dạ. Củ cũng có củ ha, củ nở đẹp hả cô chú anh chị. Rồi cây này bye bye ha, về sắp tiểu cảnh cũng chơi cũng hay quá chú. Rồi hoành eo được 23. Rồi củ luôn. Rồi cái củ đặc này đi. Dạ. Dạ cái củ đặc này thì được 45 của chú anh chị. Rồi dạ. Để anh dừng ngay vị trí này giúp em. Nè 45. Rồi. Hồi đó đây nó có mặt cắt nữa của chú mà nó kéo múm lại hết bít luôn. Đây mặt cắt đây. Thân bay. Rồi cây này giá sao đây anh? Dạ cây tùng mã số 4 này em giao luôn cô chú anh chị là ở số 4 không? Ở em giao luôn cô chú anh chị là 2,5 triệu. Cái này em cũng ship toàn quốc cho cô chú anh chị luôn. 2,5 triệu anh ha. Dạ. Mã số 4. Dạ. Mình đo chiều cao tán rộng cho anh. Dạ chiều cao có đo rồi. Rồi ha. Dạ. Chiều cao thì 74, cái chiều bay nó thì 80. Rồi. 2,5 triệu. Dạ 2,5 triệu. Một cây tùng già cũng khá liên lạc của chú ha. Dạ. Có củ đế luôn. Dạ rồi tiếp luôn giúp em luôn. Qua đây. Dạ tới mã số 5 mà cũng gà cây tùng. Một cây vạn niên tùng. Dạ, đó anh ha. Niên tùng. Cái này thì mình cắt xuống phôi. Dạ cái này em cũng cắt xương xương à. Về cô chú anh chị có tay nghề cái mình cắt đẹp hơn ha. Dạ. Này như dạng như cái búp măng nha cô chú anh chị. Dách chữ A anh ha. Dạ. Nè. Rồi đo giúp em luôn anh quý ơi. Dách chữ A tay cành đầy đủ. Cái này thì anh cắt sơ bộ thôi. Dạ. Rồi chiều cao được 90. Về mình cắt ngắn lùn. Tán ngang của nó em đo gọn gọn vậy thôi. Được 70. Chạc chết chưa liền. Dạ. Lại cái này thì bứng đất nha cô chú anh chị. Còn đất còn cỏ gác không à, chưa có vệ sinh kịp nữa. Có nữa hồi báo cái lỗi này cho cô chú anh chị xem đó. Nó cũng như là có hai cái chỗ lũa này ha, cốt cành to. Dạ. Nó có nó một kéo, cái điểm kéo rất là mạnh nè à. Cô chú anh chị nữa tán thích thì tán lùng lại thì nó mất ở chỗ này. Dạ. Nó lũa có những điểm nối là nó không lũa. Dạ đúng rồi. Đây nó kéo rất là mạnh ha. Rồi, đo cho. Này cũng khó đo ha. Bây giờ đo trên này. Ờ nghe cái eo đây, nghe eo đây 42 chú anh chị ơi. 42 rồi, chạc xuống. Chạc xuống chút xíu đi này, cái đầu chân cái đầu này đây, này nó tới 59 nè. Rồi xuống nữa đi. Dạ. Này đế luôn. Dạ. Hào hào đế là rồi, tổng đi anh. Tổng của hoành kể cái 100 đi. 100 mấy. Dạ. Đây. Này chơi lùng lực xuống là hợp lý của chú ơi. Chi cành lớn anh ha. Dạ. Chi cành ghiên lớn. Mình cắt thu vô là. Dạ rồi cái này giá sao đây? Cái tùng mã số 5 này em giao lưu cô chú anh chị là 3,5 triệu. Cái này em phải bao phí ship toàn quốc luôn.
3,5 triệu anh ha. Dạ cái này nặng lắm chú anh chị mà. Rồi anh dừng vị trí đó giúp em. 3,5 triệu. Bao ship tới nhà cho cô chú anh chị chơi luôn. Ngọn tay cạnh mình cũng có thể lấy cái form này đúng luôn của chú, thâu gọn tí xíu thôi. Chơi cái cây này, một cây dáng trực tàng đa rất đẹp á. Giúp chữ A. Rồi tiếp luôn anh Quý ơi. Dạ tới mã số 6 là cây cây hoa lài. Cây lài. Cây này nó già cây lắm, cây đặc biệt là sao nó nu nặng nghe chú anh chị. Rồi anh quay tổng thể đi rồi các em vô hoành thân cho. Cái cây này cánh kép hay cánh đơn anh Quý? Dạ cây này cánh đơn. Cánh đơn ha. Dạ. Lài này là lài lấy hoa chơi chứ không phải là lài ướp trà nha quý chú, lài ướp trà khác ha. Lài này nó cũng thơm nhưng mà mình dạ không có ướp trà được. Cái này đường thân nó có duyên lắm nha cô chú anh chị. Rồi. Nu nặng nha ha. Rồi đo giúp em. Vậy đo hoành luôn ha. Đo hoành dạ. Đi hai lên rồi ấy. Rồi đây chỗ này đi, chỗ này được 23 rồi chú anh chị ơi. 23. Ừ, đo cái củ này coi. Cái củ này tới 29. Tới 29 nè cô chú anh chị. Nè. À đây cô chú, anh từ từ chậm chậm thôi. Những cái điểm mà anh Quý nó đặc biệt đây, những cái cục nu của nó dạ. Này cô chú. Nó lên khúc cái nu ra dạ, khúc nu khúc vậy đó. Nu có duyên á. Đây rồi quay chậm giúp dạ. Em. Đây, mặt này. Đó, đây. Nó lên đoạn cái nu cục, dạ, cái bỏ đoạn nu cục, bỏ dạ. Đoạn nu cục cho nó cô chú. Ảnh chưa vệ sinh rồi chứ mấy cái này mà mình còn rong nó đóng nè. Mình trà rong rêu ra nhìn cây này dị hợm lắm nha. Dạ. Nu cục vậy đó. Này vô cái chậu nhỏ anh ha, bắt dạ. Cái chi cành ở trên thành cái form tròn tròn á mình chơi đẹp lắm luôn. Rồi đo chiều cao. Đo chiều cao ha, cái này có đo nãy đâu quần em rồi, giờ đo chiều cao. Lấy tới hết tới cái tán trên này thì được 90 của chú anh chị ơi. Dạ, hoa nè. Dạ, cái tán ngang khiêm tốn được 65. Hoa cánh đơn nha quý cô chú. Dạ, cái này cánh đơn. Rất là thơm. Rồi cây lài này giá sao đây anh? Dạ, cây lài mã số 6 này em giao lưu cô chú anh chị là 1.400.000. Này em ship toàn quốc cho cô chú anh chị luôn. 1,4 triệu. Dạ. Thân này đẹp lắm cô chú, thân liền lạc luôn. Nếu mà mình lấy ngọn tới đây là nó không có điểm mà cắt luôn cô chú. Dạ. Nu là cái chỗ này còn lu lần. 1,4 triệu anh ha. Dạ 1,4 triệu. Lai cổ. Rồi đổi giúp em luôn. Dạ tới cây khế nè, cây khế bonsai đi. Tới cây khế nữa ha. Dạ. Mã số 6. Số 7. Ủa, mã số 7, xin lỗi bà con. Rồi, cây khế chua hay ngọt dạ, anh? Dạ, cây này cây khế này khế ngọt cô chú anh chị ơi. Khế ngọt. Dạ. Rồi chiều cao giúp cái này em. Này em cũng mới vô nước dây ha, nó cũng gần kính tàn ha. Rồi, chiều cao em đo tới đây được lận mét 1. Tán rộng luôn anh. Dạ. Tán rộng được 1,25 m. Dạ. Cao 1,1 m, tán rộng 1,25 m. Đế cũng có đế hả chú anh chị? Mới cắt cái cây kia cái mà ba cái bụi nó xuống. Rồi hoành thân giúp em luôn. Rồi hoành thân được là 63. Được đế hết trơn cái bầu luôn rồi chú anh chị, hết trơn cái chậu luôn rồi. Hoành đế nè. Dạ nhắm giúp em. 4 gan. 2m3. Dạ. Dạ rồi. Đây. Đế con cọng dạ. Trên mặt lưng nó bị lũa dạ, sao nó kéo lại mà nó kéo lại nè. Khế là nó không có sao như cô chú anh chị. Dạ. Kéo hết trơn luôn à. Rồi, cây này giá sao đây? À, cây này. Dạ cây mã số 7. Cây mà dạ cây mã số 7 này em giao luôn cô chú anh chị 4,700,000. Cây này em cũng ship cho cô chú anh chị 200 km. 4,7 triệu anh ha. Dạ. Ship 200 cây. 200 cây. Rồi, tiếp tục giúp em luôn. Cái sơ ghi. Hôm nay có sơ ghi nữa hả? Dạ, có sơ ghi nữa cô chú anh chị ơi. Cái này thần chậu nè chú anh chị. Cái này thì nó cao lắm à. Cái này về làm bóng mát gì cũng được. Dạ. Em cũng phơm gọn gọn rồi đó, về cho nó ra cái tay cái chi cành mới cho nó cây nó khỏe cây cô chú anh chị. Đặc biệt cái này một thân một cốt thôi, dạ, mà lắc lượng đi lên anh ha. Dạ. Giá lộn chiều cao bao nhiêu đây anh? Chiều cao nó khoảng cỡ 3 m thôi anh. 3 m đi anh ơi. Dạ tính gì? Dạ tính 3 m đi. 3 m. Rồi, ảnh thu gọn lại hết rồi quý dạ. Chú ơi. Nói chung là mình tính chiều cao thôi. Dạ tính chiều cao thôi, không có hơn 3 m đó mình tính dạ, 3 m. 3 m mấy rồi mình tính 3 m đi. Tầm 3 m rưỡi á. Rồi, bình thân giúp em luôn.
Ở đây có một lỗ chám. Dạ, ừ, báo cô chú anh chị nó lỗ nó nhẹ, cô chú anh chị nó cạn chiều mà em có ra chám keo nghe cô chú anh chị, không sao hết nha. Rồi. Rồi bộ neo đó tuốt trên này luôn đi. Cái này được 58 rồi chú anh chị ơi. 58. Dạ. Cái này mình bứng đất hay là nó nằm ở đâu anh? Dạ cái này nó nằm trên bồn á, gẹp em sang qua chậu. Cái này nó thừng rồi. Rồi. Dạ. Cái này thì thừng. Thế thì chỉ vậy thôi. Dạ. Có nhiều đó. Nhiều. Thân thì là lắc lắc lượn lượn hết cô chú. Giá nhiêu đây anh? Dạ cây sơ ghi mã số 8 à. Dạ, dạ. Mã dạ em giao lưu cô chú anh chị là 4,5 triệu. Cái này em bao cho cô chú anh chị là 200 km. 4,5 triệu anh hả? Dạ. Anh quý ha. Dạ. Dạ rồi. Tiếp luôn anh. Dạ tới cái nhãn lồng bonsai chú anh chị ơi. Mã số 9, cây nhãn lồng. Cây nhãn lồng. Dạ. Dạ, nhãn xưa mình ở quý. Dạ, nhãn xưa đó, nhãn lồng. Này chơi bonsai luôn ha. Dạ, cây lớn xả xuống luôn quý chú ơi. Cây này thì nó cây này thì sống khỏe hả cô chú anh chị, nó ra tược là cho trái. Dạ nè, nó cái này em bứng cũng lâu rồi ha, mà em ấm cám dừa giờ nó cây nó đâm chồi non là sống khỏe nè. Rồi anh đứng đó anh đo cho em luôn đi, chiều cao luôn đi, gần cái em đi qua đó. Rồi, chiều cao nó tới đây là được 90, nó bay ra đây thì được 1m14. Dạ thân luôn, đường kính bầu luôn. Dạ đường kính bầu được mét. Mấy cái này là nhãn xưa đó quý vị. Dạ, cái này nhãn xưa, nhãn lông hồi xưa đó. Rất là thơm. Có cái là 86 hả? Dạ, 86. 86 và neo 86 chú anh chị ơi. Nhãn này thì thơm nhưng mà ruột thì nó mỏng mà. Mỏng ha. Và cơm nó mỏng mà nó thơm lắm. Thơm. Rồi. Đường kính bầu mét là kính là hoàn đế là 300. Đế là 300 đó chú anh chị. Do nặng quá em cũng để trong này hơi chật chật ha. Đế thì bao đẹp. Đế. Vé... để gan nó nha. Dạ rồi, nặng lắm cái này, cái bầu anh bứng tới dạ cái bầu 1 mét đó, bị hoành 1 mét đó chú anh chị. Đế dạ đế đẹp, đặc biệt là vàng chân đế không một lỗ gì hết anh hả, chỉ có dạ không số không cái một lỗ hết. Dạ, có cái gã treo để em cắt bỏ thôi. Thân thì cũng liên lạc theo chú. Dạ thân khá liên lạc. Này đúng bonsai luôn của chú ơi, đế rất lực. Mình cắt cái rễ mà nó kéo lại vậy đó anh ha. Dạ, nó kéo rồi đúng rồi nè, nó kéo mới đây mà nó kéo nè. Dạ. Đây. Cây rất sống rất khỏe nha cô chú anh chị. Rồi cho em cái giá luôn anh quý ơi. Dạ cái nhãn lông này em giao lưu cô chú anh chị là 4,2 triệu. Cây này em cũng ship qua cuốn cho chú anh chị là xe tải 200 km ha. Mặt cắt này anh mới cắt cái chát luôn, ở dạ. Dưới còn mấy cái dâm. Dạ em mới cắt lồng lại á cô chú anh chị. Dạ. Đây. 4 triệu mấy anh quý? Dạ 4,2 triệu. 4,2 triệu. Dạ. Thân sạch sẽ liền lạc, đế đẹp của chú, không một lỗ gì hết. Rồi tiếp tục giúp em. Dạ tới cây vú sữa này luôn đi. Cây vú sữa này luôn anh dạ, hả? Dạ, cây vú sữa này sống khỏe ăn hồi qua gọi đâm chèo rồi, đâm chồi đó của cho chú anh chị xem. Rồi, chiều cao luôn anh. Dạ, cây vú sữa là cũng dạng bonsai nha cô chú anh chị. Rồi, chiều cao 1m6 rồi chú anh chị ơi. Dạ. Này thì tay cạnh nó quay nhậu ngang ngang thôi mà. Thôi đổi thôi đi anh ơi. Dạ. Cao thôi, cái này phôi dạ. Mà. Dạ. Nè, cây sống mà vú sữa gì trắng tím hay là dạ, cây này vú sữa này bơ lầu gàng cô chú anh chị ơi. Rồi, vú sữa bơ ha. Dạ, nè. Cây sống khỏe ra chồi nữa ha. Dạ. Đây ở trên này nó cũng đẩy mầm lên nè quý chú. Dạ. Đây nè anh đúng không? Đây. Dạ dạ đúng rồi. Những cái điểm mầm nó đẩy lên nè. Dạ. Chứ mấy cây này nhiều khi khách hàng người ta cũng ngại lắm, ta sợ ấy mà em để tới chừng nào mà nó ra chồi em mới dám bán cho khách hàng. Rồi, đo quanh thân giúp em luôn. Dạ. Đường kính bầu trước ạ. Ồ, đường kính bầu này lớn lắm, đường kính bầu này tới 1m2 cô chú anh chị ơi. Dạ, 1m2. Dạ. Rồi xích trên này đi. Dạ anh em. 83. 83. Dạ. Rồi, được anh ơi. Cái đế thì đường kính bầu 1m2 ha. Dạ. Đế thì nó cũng tương đối nha. Dách vậy nè. Không đặt nhưng mà cũng dạ. Có đều hết. Dạ. Thân thì lắc theo chú. Cái này nặng lắm, nặng chú anh chị, em này em bứng đất 100% luôn đó. Không chưa có là chưa có sơi bầu chứ
em chỉ ấm lại thôi, em cho ấm lên nuôi cho nó đâm tược rồi em bán cho cô chú. Rồi, đây cũng hơi chật cô chú ơi. Đây, mặt bên đây đây. Đặc biệt nó có cái lưng dách đế nó chảy bên đó. Thì bên này thì lật bẹo luôn rồi. Thân lắc ha, bên đây cũng có cái chi cạnh đây. Dạ. Yeah. Rồi cây này giá sao đây anh? Dạ cây vú sữa mã số 10 này em giao lưu cô chú anh chị là 5,5 triệu. Cái này em cũng ship cho cô chú anh chị là 200 km. Nặng lắm, nặng với cô chú. Dạ cây này nặng lắm, nặng luôn chị. 5,5 triệu. Dạ. Rồi, điểm nào chưa rõ thì mình gọi cho anh lại giúp con nha. Ở dạ. Đây cũng hơi chật cô chú. Có nhiều điểm mình không thấy được. Rồi tiếp tục anh ơi, mình dạ. Có cây cuối ha. Dạ tới hai cây chiếu thủy. Chiếu thủy. Dạ. Đây là cái hàng đẹp này, cái này chiếu thủy tàn dù nghe cô chú anh chị, cô chú anh chị mà có cái sân rộng rộng thì đem hai cây này về làm bốc mát là hết chữa chê luôn đó. Tàn dù. Dạ. À, chiều cao nhiêu đây anh quý? Dạ chiều cao em có đo rồi đó, 3 m, cái tán ngang là 3,5 m đó cô chú anh chị ơi. Cao là 3 m theo chú. Dạ. Ngang 3,5 m. Cao 3 m, ngang 3,5 m. À, anh giơ cái thước dây từ ở trong này ra cái nè cho cô chú anh chị tham khảo nè. Nó phải hơn 3,5 m cho anh nếu mà dạ. Cái tán rộng này. Dạ thì đúng rồi, mà lại em trừ hao cho khách luôn. Một thước dây của chú là chưa tới cái thân nè. Trong này 3 m là tới đây rồi nè. Mở cái đầu qua tuốt bên này. Này cầu 4 m, 4,5 m á. Tầm 4 m ăn lên dạ. Đúng không, cô chú. Dạ. Chiều cao 3 m, tán rộng 4 m này. 4 m. Thì con thấy trước mắt là một thước dây nó không ăn dạ, thước dây là nó còn tuốt ngoài này nè. Con gọi từ phía dưới lên cho quý cô chú xem ha. À, này cái phom tàn này ta làm một cái phom tàn dù hồi đó luôn anh ha. Dạ dạ đúng rồi. Cố tình làm hai cái dù. Làm cái bóng dù. Này dạ. Quý cô chú đặt trên một cái bồn cao cỡ khoảng 1 m đó quý chú. Cho cái sân mình á là hai cây này là nó mát rượi một dạ, ngồi dưới luôn. Là ngồi dưới mình uống trà là thoải mái luôn đó cô chú anh chị ơi. Rất đẹp. À, cái này cũng trồng cũng khá lâu năm mới được cái bộ này. Dạ đúng rồi. Cái này thân thì là nó nguyên một cụm. Dạ, cái này cái dòng này thì thường là một cụm thôi quý chú ơi, nó mới ra được cái bộ tàn vậy. Dạ. Rồi thôi mình đo cái hoành tổng cái hoành thân này dạ, giúp em. Dạ, đo tổng hoành thân ha. Rồi, 98. Dạ, 98. Rồi, đo thân đại diện ha. Rồi cái thân đó đi. Dạ, đo đại thân đại diện cho cô chú anh chị tham khảo đi. 17, 18. Dạ 18. Dạ. Rồi thì quý cô chú thấy chú mắt ha, nó có nhỏ hơn dạ, và lớn hơn. Dạ dạ đúng rồi. Rồi anh ơi, gịch cái thước từ cái bóng tàn này xuống giúp em cái rồi. Rồi khoảng 1,5 m đi. 1,5 m thì chưa hết. Dạ. Nó tầm khoảng 1,8 m, 2 dạ, mét. Dạ tới ngoài này thì có khoảng 1,8 m mà cô chú anh chị ơi. Dạ. Cái thước dây nè. Anh để từ mặt đất luôn đi, anh để từ mặt đất. Đó. Mặt đất lên mà nó chỉ nè. Nhiêu đây thôi cô chú. Còn tầm khoảng 1 m nữa mới tới dạ. Cái bóng ở trên này. Dạ. Là nó tầm khoảng 2,5 m á cô chú. Dạ. Thì mới tới cái thoát bóng đây. Đó coi tại vì cái bóng này tròn. Con quay cũng khá kỹ cho mình tham khảo nha quý cô chú. Cái tàn thì nói chung là tròn. Nhưng mà có một số điểm này cũng là hơi thưa. Dạ. Anh ha. Dạ. Bên này bên kia thưa hơn so với bên kia thôi cô chú. Dạ, nó vẫn thì đầy. Mình phom lại cái là về là mình chậm thời gian là đặt quẹo lại hả cô chú anh chị ơi. Thì nó có sẵn này mình gịch nhẹ ra dạ. Ha. Chứ thường cái dòng này thì mình bứng cái nó hay bỏ lá. Dạ. Là cái dòng này thì nói chung nó mạnh lắm. Quý chú thấy cái bầu này với cái thân này thì thực ra là nó bỏ lá là càng tốt anh ơi. Dạ đúng rồi. Nó bỏ lá cho hết cái lá cũ này tại vì mình bứng lên đất rồi là phải bỏ lá thôi cô chú. Dạ. Dòng này. Rồi cây này giá sao đây anh? Dạ cây mã chiếu thủy, xin lỗi cây chiếu thủy mã số 11 này em giao lưu cô chú anh chị là 11 triệu. Cây này em bao cho cô chú anh chị là 200 km ha. Cây này đi phải đi chiếc xe tải lớn mới hết đó cô chú anh chị ơi. Mã số 11, 11 triệu luôn anh ha. Dạ. Cây này mình xứng đáng để sưu tầm về sân nhà mình cô chú để cho mát luôn. Cái hoa mà khi mà nó trổ rộ cái là thơm bát ngát dạ. Luôn anh ha. Dạ. Trắng phiếu luôn. Tàn này tới 4 m lận. Rồi cây bên đây cũng vậy luôn. Dạ tới cây bên đây. Cây bên cây này đẹp hơn nữa. Đẹp hơn nữa. Cây này cái đường thân nó bự hơn nữa cô chú anh chị ơi. Nè, cây này lớn hơn cây bển nữa. Dạ. Thì thôi mình tính bằng luôn đi anh. Dạ tính bằng luôn đi ha. Mà quý chú nhìn thấy cũng có dạ. Thể đánh giá được. À, chiều cao tầm 3 m, tán rộng mình tính 4 m luôn. 4 m luôn. Dạ em tính dạ. 4 m luôn đi. Tại trừ hao cho cô chú anh chị đi. Một cặp nó đều nhau luôn. Dạ. Mà cái đặc biệt cái cây này hồi đó chủ nhà ông trồng trong cái vỏ xe nè. Dạ. Em để cho cái vỏ xe cho cô chú chị tham khảo cho về nếu mà không thích thì mình cắt ra bỏ. Con quay mà đứng dưới cái bóng này rất là thích luôn của chú, nó mát. Mát. Dạ. Kế mới xong nữa anh ha. Dạ. Mát rượi luôn, mát lạnh luôn.
Cái này thì đường thân lớn hơn ha. Cái này thân thân to hơn. Dạ, những cái cốt to nó to hơn. Cốt to hơn. Rồi thôi mình đo tổng luôn đi giúp em. Dạ. Trồng trong cái vỏ xe còn y nguyên. Dạ. Thì cô chú anh chị thích thì để, không thích về thì cắt giúp em, cắt bỏ giúp em. Rồi cái này 1m08 rồi chú anh chị ơi. Dạ. 1m08. Dạ, đã sẵn đo cái cây này, cái cây này đặng tham khảo thôi nha, chứ mấy cây trồng còn bự hơn nữa mà đo không được ha. Đó, cái cây anh đại diện ngoài này được 24 rồi chú anh chị. Dạ. Thì nó thông số nó như nhau thôi chú ạ. Cái dạ, thông số cây thì nó to hơn nha. Dạ, cây to hơn. Cây to hơn. Thoát bóng cũng y gan nha. Y gan luôn, hai cây chủ nhà ông trồng hai cây hai bên lạnh như cây này nó. Ý đồ là trồng từ nhỏ anh ha. Dạ, mấy đường cây. Vậy. Dạ đúng rồi. Mà cái này cũng phải trồng rất lâu chú ơi. Anh ảnh đứng vô đó. Đây, con xa xa cho mình xem. Cái cặp này mình để sân rộng đẹp lắm luôn. Cây này thì phong tàn nó đều nhau dạ, hơn cây này thì phong tàn nó đều hơn. Nhỉn hơn cho nên là giá nó cũng nhỉn hơn anh hả? Dạ. Rồi giá nhiêu đây? Dạ cây mã số 12 cây chiếu thủy này em giao lưu cô chú anh chị là 13 triệu. Em cũng ship cho cô chú anh chị là 200 km. 13 triệu dạ. Ha. Dạ nếu cô chú anh chị có thiện ý lấy một cặp đi em giảm cho cô chú anh chị nữa. Tặng cho cô chú anh chị chơi luôn. Rồi lấy một cặp giá nhiêu báo luôn anh ơi. Dạ nếu cô chú anh chị lấy một cặp em để cô chú anh chị 21 triệu. 21 triệu dạ. Bao ship 200 km. Dạ 200 km. Rồi cái này đi một chiếc xe tải to của chú em mới dạ, chứa được hai cái này. Cái này phải đi xe tải lớn đi mới hết chú anh chị ơi. Dạ. Rồi có điểm nào chưa rõ thì gọi cho anh ha. Dạ. Thành gửi cho mình thêm hả chú. Dạ. Hai cây cũng khá đều nha. Đẹp của chú. Rồi tiếp tục anh ơi. Cây dạ, cuối. Dạ từ cuối clip là tới cây si búp hồng. Cây này thì. Dạ em cũng nói một cái. Hôm rồi em nói ngay em quay rồi cũng có ông anh đóng chốt rồi. Mà do ổng tự ái rồi thành ra anh em cái. Ông ấy cho nó ngày cũng có người hỏi, em không có mua, em không có bán. Tại vì ảnh hỏi trước. Thì cuối cùng bởi ra thành ra nó ở lại với chủ. Bữa hôm nay thôi em đưa nó đi luôn. À, cô chú anh chị có thiện ý thì sở hữu nó. Cái bể này to lắm chứ, si búp hồng. Dạ, nè cái này nè, nó sống khỏe nè, nó ra rồi, này, nó hồng, ra nó nhiều cái chồi mục. Nè. Mà nó ra nhiều chồi mục ở đây. Dạ, cây thì nó tâm chồi rất là mạnh này ha. Rồi anh ơi đo giùm em lại. Dạ. Cái này thì như ảnh nói cũng có sự cố chút đỉnh. Dạ. Chốt trước chốt sau ha. Dạ đúng rồi, chốt trước chốt sau là mình rồi, không có bán được cho người sau. Chiều cao 1m3. Dạ. Dạ. Rồi, cái bệ dài. Cái bệ dài là hết bên này không là hết thước dây đó. Hết thước dây. Hôm nay ảnh thu gọn lại rất là đẹp dạ, luôn chú. Đằng bên là hết cộng thước dây, nếu mà đo tới tổng là lớn như lắm lớn. Thôi để đo gì cho cô chú anh chị tham khảo thôi ha. Dạ. Đo cái hoành này thôi. Nhìn thấy là biết lớn rồi cô chú. Dạ. 1m5 rồi đó. Mà tính tới đây coi. Gửi bên này là đây, nguyên cái bể chứ. Gửi là bên này 82 nữa. Là 2m3. Dạ. Dạ. Tổng cái hoành eo nó 2m3 đó cô chú anh chị ơi. Rồi. Tổng hoành eo 2m3. Anh đo dạ, cái ngọn thôi. Đó, đúng đo cái ngọn không là biết đây ha. Dạ đúng rồi. Dạ, đây được 94. Dạ, tới đó mà còn 94. Dạ. Này hôm nay anh thu lại dạ, bớt. Em thu lại cho nó gọn gọn lại. Nhìn cũng khá là lực hiểu chưa? Cũng có hai ba người hỏi, có anh đó anh chốt đầu tiên. Chốt rồi mình hứa với anh rồi cuối cùng bị bể kèo và do là phải. Dạ. Thôi thì mình sẽ giao lưu lại anh ha. Dạ dạ. Cây này là một cây đẹp của chú ơi. To đẹp lực. Cũng là khá khủng. Cái này thì nó mạnh lắm cô chú, những cái điểm mà mình cắt nó dạ, nó để không không nó cũng ra dạ, như bên này nè, mình cắt mà nó ra rễ luôn nè dạ. Dạ. Dòng này thì, dòng này nó, thì nó mạnh khỏe. Lắm. Mạnh. Rồi, hôm nay mình cho giá lại giúp em luôn. Dạ. Hôm nay cây si búp hồng này em giao lưu cô chú anh chị là 16.500.000. 16.500.000 anh dạ, ha. Em bao ship cho cô chú anh chị là 200 km. Rồi. Dạ. Rồi, cũng là cây cuối anh ha. Dạ, cây cũng này cây cuối clip rồi. Dạ thì cuối clip em cũng không biết nói gì hơn thôi, em cũng xin kính chúc quý cô chú anh chị ngày mới an khang tốt đẹp nhất nha. Và cũng không quên cảm ơn quý cô chú anh chị đã ủng hộ em mấy clip vừa rồi. Như bữa nay quý cô chú anh chị có thiện ý thì ủng hộ em tiếp tục, em cảm ơn. Dạ, dạ rồi. Hết. Rồi, em chào anh quý luôn ha. Con dạ, cũng kính chào quý chú, hẹn gặp lại quý chú anh chị trong những clip tiếp theo.